Ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Phạm Minh An, sinh năm 1964, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh, Trần Mạnh Hải, sinh năm 1977, phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế và Đỗ Hữu Hải, sinh năm 1969, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can khác trong vụ án bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu. Trước đó, tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã khởi tố vụ án liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị y tế xảy ra tại gói thầu số 25 thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Vũng Tàu. Cụ thể, gói thầu 25 có giá trị hơn 36 tỷ đồng nhưng các đối tượng đã câu kết gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18 tỷ đồng. Theo đó, bị can Huỳnh Tuấn Anh, sinh năm 1984, giám đốc công ty Tạ Thiên Ân, đã thông đồng với Lê Hữu Lễ, sinh năm 1975, trưởng phòng thiết bị y tế công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex và Tạ Quang Trường, sinh năm 1968, phó tổng giám đốc công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, cung cấp thông tin không trung thực để công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex trúng gói thầu số 25. Tuy nhiên, thực chất công ty Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh là doanh nghiệp bán thiết bị y tế cho chủ đầu tư thông qua công ty Vimedimex. Vụ này, công ty Vimedimex được chia hơn 680 triệu đồng. Ba người này bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu. Với trách nhiệm của doanh nghiệp tư vấn, bị can Đỗ Hữu Hải đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình cho chủ đầu tư. Còn bị can Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu, biết tờ trình của Đỗ Hữu Hải không có giá trị nhưng vẫn trình cho giám đốc Sở Y tế ký duyệt. Đối với ông Phạm Minh An, cơ quan điều tra xác định do tin tưởng vào thuộc cấp là Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, không yêu cầu báo cáo, dẫn đến việc ông An ký quyết định tổ chức đấu thầu thực hiện gói thầu vào tháng 5 năm 2021 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết dạng sáng nay ngày 20 tháng 8, cả một sườn núi trên quốc lộ 4H tại km 218 cộng 750 thuộc địa phận bản Sinế, xã Mù Cả, xảy ra sạt lở ta dương chắn ngang đường. Chiều dài khoảng 150 m cao từ 15 đến 20 m tổng khối lượng ước tính khoảng 40.000 mét khối. Vụ sạt lở đã gây đứt sụt khoảng 70 m chiều dài nền đường nhựa. Hiện, giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã khác của huyện Mường Tè đã bị chia cắt. Đặc biệt, giao thông giữa huyện Mường Tè, Lai Châu và huyện Mường Nhé, Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1, đơn vị quản lý tuyến, đã phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương cắm biển cấm đường, cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời đang nỗ lực tập trung nhân công, máy móc khắc phục sự cố và sẽ cố gắng thực hiện thông xe trong thời gian sớm nhất. Hiện, Việc lưu thông của người dân huyện biên giới Mường Tè đi huyện Mường Nhé và các huyện khác của tỉnh Điện Biên sẽ được phân luồng đi theo quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra huyện Nậm Nhùn, Lai Châu rồi đi theo quốc lộ 12 về thị xã Mường Lai, Điện Biên. Huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Mù Cả kiểm tra, ra soát các các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các nhu yếu phẩm trên địa bàn để chủ động phương án cung ứng, hỗ trợ người dân, không để nhân dân bị thiếu đói.